thiệp để coi như là họp mặt lại anh em lại cùng vui đền ca trên thì bắt đầu chúng ta nâng ly chúc mừng đầu năm cái đi. Rồi xin giới thiệu luôn. Lên chưa? Nói đi rằng tôi giới thiệu tôi gây ghi hình anh coi. Ngồi tại chỗ luôn nè. Ngồi tại chỗ luôn cũng được. 17 Tết năm 2012. Có cái dịp anh em đại gia đình cổ nhạc Việt Nam. Nhất là gia đình Văn Tám cùng đến đây với nhau. Tôi đại diện Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đó thầy. À, tôi cũng xin chúc cho tất cả chị em có một mùa xuân một ngày sức khỏe và sự trí. Chào tất cả anh chị em, qua tôi chia sẻ tên là Trần Hoàng Dũng, đích tên tôi là Hoàng Dũng. Chào cô chú anh chị, tên là Nhân Quang, rất là Nhân Quang luôn. Lần đầu tiên cũng nói là cảm ơn Hồng Liên và cảm ơn bác đã tạo điều kiện nhà xinh xắn, rất là cảm ơn gia đình. Lần nữa xin chúc các chị có một năm mới là sức khỏe, hoàn thành phát tài. Xin cảm ơn. Vui vẻ và sẵn sàng.
em tên là Nguyễn Chiến Thắng, cái tên của bạn là Chiến Thắng Vương. Thì cũng thích đi vô diễn đàn lắm. Năm mới thì xin chúc các anh chị một năm mới ăn Tết vui vẻ và thành công trong công việc. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.